4 quả cao su chân máy như thế này thì bạn hoàn toàn có thể đặt được. Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Có lẽ là cũng lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại với một cái phong cách rất vui vẻ vào ngày cuối tuần, một cái phong cách rất là thoải mái. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện vào một chiếc xe của những chủ tịch, nhưng mà những chủ tịch cách đây khoảng hơn 10 năm. Vâng, hơn 10 năm. Ngày xưa ấy, hơn 10 năm là hơn một thập kỷ đúng không ạ? Thế thì đây là một trong những cái mẫu xe các chủ tịch yêu thích. Và ngày nay giá thị trường của chiếc xe này F300, các bạn thử đoán là bao nhiêu ạ? Tôi nói ra thì chắc là các bạn cũng phải giật mình. Vâng, giá chào trên thị trường nhá là khoảng 950 triệu. Còn nếu như các bạn muốn vào việc ấy thì có thể trao đổi với chủ xe và có thể được một cái giá yêu thương hơn nữa. 950 triệu cho một thiết kế huyền thoại. Tại sao? Tại sao vẫn có những người lựa chọn những cái mẫu xe hơn 10 năm như thế này? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu. Cái tiêu chí sang trọng luôn là tiêu chí đầu tiên khi mà quý vị và các bạn mua xe vì nhiều mục đích, vì công việc và vì sự yêu thích thương hiệu. Thì đây, đây là một trong những cái thiết kế huyền thoại của dòng S-Class. Và mã hiệu là W221. Cái đời này ấy, có thể là nếu như so về cảm giác lái thì sẽ không bằng đầu 7, BIM 7 hay là Audi A8. Tuy nhiên nói về sự êm ái thì khó có thể vượt qua được F. Vâng, với mã hiệu là 221. Sau này là 222 thì rất thành công. Bây giờ thì vẫn còn thành công. Nhưng để mà nói về thiết kế huyền thoại thì đây là một mẫu xe là như vậy. Cái lý do thứ hai, đối với một mẫu S-Class thì là công nghệ nó luôn đi đầu. Thì nếu như chúng ta bỏ ra 950 triệu, chưa đến 1 tỷ, để có được những cái công nghệ 10 năm nó vẫn chưa lỗi. Thì đây ạ. Còn đối với những người mà lựa chọn tới cái sự an toàn thì bạn có thể lựa chọn Mazda 3, Mazda 6, Camry 2.0, rồi những cái dòng xe Nhật phổ biến trên thị trường như cả CX-5, rồi Outlander, XL, rất nhiều. Đó. Một thứ nữa, đối với những chiếc xe tới từ Đức ạ, nó rất khác. Nếu mà đã chạy xe Đức rồi thì nó rất là nghiện, bởi vì cái khung gầm nó chắc chắn, thân vỏ cửa rất dày, động cơ thì bốc. Đây là mình đang muốn chia sẻ về những cái phần ưu điểm mà nếu như chúng ta lựa chọn. Đúng ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy xem chi tiết cái mẫu xe này nhá. Đây, mời các bạn có thể xem toàn bộ cái phần thiết kế phía bên hông xe. Một mẫu xe hơn 10 năm. Rồi các bạn hãy thử so với những mẫu xe mới bây giờ, mới 100%, kiểu dáng nó như thế nào ạ? Cái gì nó đã là huyền thoại thì nó vẫn là huyền thoại. Tuy nhiên với một mẫu xe Đức 3.0, công suất thì hơn 231 mã lực thôi, nhưng mà chạy rất thích. Thì nói về các cái dòng xe Đức thì thông thường đối với những cái dòng xe Đức hơn 10 năm ấy thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến các cái phần như là cao su, rồi cao su chân máy, rồi vân vân. Đối với mẫu xe Đức thì thông thường cứ khoảng 7 đến 8 năm thì hầu hết những cái chi tiết đấy phải thay. Nhưng mà thay xong thì rất là êm. Thật ra dòng máy này cũng là đồ thì cho đến bây giờ thì là tương đối là hợp lý. Ví dụ như khoảng hơn 10 năm trước thì bạn sẽ khó có lựa chọn nào ngoài vào đại lý chính hãng. Nhưng bây giờ thì bạn có thể đặt ở ngoài và tìm những cái địa chỉ uy tín để sửa với một cái mức chi phí rất là hợp lý. Bởi vì một mẫu xe hơn 10 năm sẽ bạn sẽ kiểm tra lại gầm, xem rô twin này, hệ thống treo này, phanh này, thụt này, rất nhiều thứ. Còn về động cơ thì lọc dầu, lọc gió, hộp số, rồi gioăng, vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ các bạn có thể tìm được đến những cái địa chỉ để sửa với những mức hợp lý. Ví dụ 4 quả cao su chân máy như thế này thì bạn hoàn toàn có thể đặt được. Vâng, với một mẫu GLK thì chi phí thay nó khoảng 20 triệu, nhưng bù lại thì mình có thể chạy rất sướng. Thậm chí một mẫu Porsche Cayenne thì nếu mình tự đặt được về thì cũng chỉ hơn 20 triệu 4 quả cao su chân máy, và tìm đến gọi là ga anh em hố vôi. Tuy nhiên mình khuyến cáo với tất cả những người mà đi mua những xe qua sử dụng thì chúng ta hãy hợp đồng vân vân rõ ràng. Anh em thì anh em, nhưng mà vẫn cứ phải là
rõ ràng. Trang bị thì đèn mẫu xe này là đèn bi xenon âm, LED ban ngày. Dù sao thì cầm cái chìa khóa với cái logo thì nó vẫn là tuyệt vời, đúng không ạ? Rất đẹp. Phải nói là mình rất yêu cái thiết kế này. Có thể nâng hạ gầm. Còn đối với những cái dòng kiểu như là S500 thì có cả phanh khoảng cách. Hơn 12 năm trước xe đã có phanh khoảng cách. Thì bây giờ những cái dòng xe kiểu như bình dân của Toyota đấy ạ, vân vân. Rồi các dòng xe khác thì cũng bắt đầu mới đưa phanh khoảng cách vào, hoặc là Adaptive Cruise Control. Nhưng xin đưa với một mẫu xe như thế này, công nghệ của Đức, đầu bạc, thì màn hình quan sát đêm Night Vision vân vân nó hơn 10 năm trước đã có rồi. Ở đỉnh cao, phanh đục lỗ. Trục cơ sở của các cái dòng S như thế này thì thường nó sẽ là hơn 3m1. Nhìn chung là những cái dòng mà sedan full size này rồi thì cái trục cơ sở nó rất dài. Chút nữa mình ngồi vào bên trong mình sẽ thấy. Đây, các bạn có thể xem này. Hít. 10 năm trước cửa hít. Cửa hít cũng là một trong những cái tùy chọn rất sang trọng cho các chủ tịch hơn 10 năm trước đã có này. Rồi, keo chỉ. Cửa có gỗ này. Đấy, các chi tiết này. Sáng, đẹp. Đấy, ghế điều khiển điện nhiều hướng. Nhớ vị trí. Đây mới chỉ là S300 thôi. Họa la thì là loa Harman Kardon. Xe Đức sửa chữa, bảo dưỡng có thể cao. Ngày xưa thôi, bây giờ cũng không quá cao, nếu như chúng ta biết cách. Nhưng quan trọng là mỗi lần bảo dưỡng đúng cách, sửa đúng cách thì nó rất là bền. Đây ạ. Đây mới chỉ là S300 thôi nha. Các bạn hãy nhìn vị trí ghế ngồi, khoảng duỗi chân rất rộng. Chút nữa mình sẽ vào ngồi thử. Rèm điện rất nhiều rồi. Bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp. Và những chiếc xe như thế này thì thường thì cũng sẽ được chủ giữ gìn. Còn nếu mà chạy mà không giữ ấy, thì nó xuống nhanh lắm. Đây, các bạn có thể kiểm tra xem keo chỉ. Thì đối với cái việc mà đi kiểm tra những cái dòng xe cũ thì mình đã có rất nhiều cái video rồi, từ cùng với cả Kia Civic với Trung Japan đó. Nhưng mà kiểm tra gì thì kiểm tra, kể cả vào hãng, thì cái việc mà mình phải cam kết với cả bằng cái hợp đồng giấy trắng mực đen, chữ ký đầy đủ và làm thế nào đó để có giá trị trước pháp luật, đấy là điều rất quan trọng. Các bạn hãy nên quan tâm đến điều đấy. Còn đương nhiên rồi, bạn muốn một chiếc xe đi 5 năm 3 năm vẫn còn bảo hành vân vân thì bạn nên mua một chiếc xe mới. Nhưng mà nó chỉ là dạng dòng xe bình thường thôi ạ, gọi là bình dân đấy ạ. Nhưng mà lên xe sang Form S kiểu như thế này thì rõ ràng là bạn sẽ phải có một cái đánh đổi và phải chấp nhận. Và tôi biết là có rất nhiều những người vẫn mua bởi vì nhiều mục đích, công việc chẳng hạn, đam mê chẳng hạn, sở thích chẳng hạn, muốn trải nghiệm chẳng hạn, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ vào bên trong nhé. Thưa quý vị và bạn, là đối với cái tùy chọn start stop hơn 12 năm trước này, hơn 10 năm trước ạ, thì cũng là một cái tùy chọn trên xe sang mới có. Đấy. Rồi. Các bạn sẽ thấy rằng cái phần gỗ, đầu tiên là phần gỗ ạ. Gỗ thì do là gỗ xịn, thế cho nên là nó rất là bóng. Càng dùng càng bóng, nó cũng như gỗ nhà mình thôi. Đó. Ok, nhưng mà phần da này các bạn sẽ để ý rằng là rất mới. Tuy nhiên là chủ cũng nói rằng là cái phần da này đã bọc lại cho nó đẹp, bởi vì những cái phần này mình cầm quá nhiều. Những cái chi tiết mà mình đã dùng nhiều rồi thì không thể tránh khỏi là cái việc hao mòn. Đó. Ví dụ như cái việc mà chúng ta lên cửa kính nhiều như thế này, đúng không ạ? Lên cửa kính nhiều thì hoàn toàn cái phần motor sau nhiều thời gian sử dụng rất có thể nó sẽ bị bụi, qua thời gian nó sẽ bị hao mòn, nó sẽ bị kẹt. Đấy. Nhưng đấy, những cái phần đấy mình phải thay thế. Ngày xưa thì ví dụ những cái chi tiết như càng A nó hỏng cái cao su đệm của cái càng A ấy. Thế thì nhiều khi là mình là có những yêu cầu lại phải bắt thay cả càng A, nhưng mà càng có hỏng đâu, mình thay phần cao su thôi, ví dụ vậy. Hỏng phần nào mình thay phần đấy, không phải thay cả cụ, thì cái chi phí nó sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên đối với phần máy của những cái dòng S thì là tương đối là
là phức tạp. Tuy nhiên bây giờ thì cũng có rất nhiều anh em ở Việt Nam giỏi, các anh đi trước rất giỏi và có thể đưa ra được những cái phương án hợp lý trong cái phần sửa chữa. Và như tôi đã nói rồi, chạy chiếc này thì êm, không ai bằng, chút nữa mình sẽ chạy nhá. Rất đổi tiền đúng không ạ? Rồi, mọi chi tiết này, màn hình đây ạ. Giao diện này kể cả cổ thì nói thật ra hơn 10 năm rồi nhưng mà vẫn đẹp hơn một số cái màn hình hiện tại. Chỉ tiếc là nó thiếu đi những cái kết nối kiểu như Apple CarPlay, Android Auto, rồi là sạc theo kiểu Type-C, USB vân vân thôi. Nhưng các bạn hãy nhìn xem này, nó có thể nâng hạ gầm ạ, treo sport ạ, đó, cảm biến lùi, đó, cam lùi. Cam lùi của Mercedes ngày xưa còn đẹp hơn một số dòng xe 1 tỷ bây giờ. Rồi ạ. Rồi. Đây các bạn hãy xem này, ghế có massage. Đấy. Điện thoại liên lạc vệ tinh. Ôi đầy đủ hết. Đây mình sẽ xoay sang xem vehicle nhá. Đây ạ. Chế độ lái, Comfort Sport Manual đầy đủ hết. Điều khiển tựa đầu, nâng hạ kính. Rồi. Và cái phần thiết kế này, phần điều khiển từ cái đồng hồ này, đấy, đến việc điều khiển điều hòa này, thì cái phần này mình cực kỳ yêu trên mẹ. Dù sao pin mẹ cổ nó vẫn có giá của nó. CD 6 đĩa. Ngày xưa cái tùy chọn CD 6 đĩa cũng là một cái tùy chọn rất là cao cấp. Đây phần gỗ. Đấy. Bao nhiêu năm nhá. Bây giờ nhiều dòng xe cũng bắt chước làm kiểu như piano, sơn màu đen piano. Tuy nhiên là sẽ không giữ được bởi vì nó bị xước rất nhiều. Ví dụ như các bạn, đây có thể nói đây là một chiếc xe đời cổ. Nhưng có những người cũng rất yêu đời cổ, như tôi đây chẳng hạn. Thậm chí những cái điện thoại như thế này nhá, smartphone đầy đủ, Zalo chụt chụt chụt. Nhưng thậm chí mình vẫn thích dùng những cái điện thoại đời ở kia như thế này, để mà đơn giản chỉ yêu cái thiết kế của nó thôi. Các bạn có thể thấy này, bây giờ cửa sổ trời đúng không? Chúng ta hay nói là có sunroof không? Không, bây giờ là panorama, 10 năm trước đã có panorama rồi. Đây ạ. Đó. Khiển điện hết. Ghế lái, ghế phụ, nhớ hai vị trí. Các bạn hãy nhìn những cái chi tiết trên cánh cửa. Bọc da ốp gỗ, loa Harman Kardon 7 Logic, loa nghe bao hay. Nói bao thì nó hơi đa cấp nhưng mà nó hay thực sự ạ. Nhưng mà chiếc xe này không phải dành cho người ngồi lái. Chiếc xe này dành cho người ngồi sau. Rồi, một chiếc xe chưa đến 1 tỷ. Chúng ta hãy xem cái hàng ghế sau như thế nào. Tất nhiên, nó là một chiếc xe hơn 10 năm rồi, tôi vẫn phải nhắc lại là như vậy. Đây, hàng ghế của chủ tịch xưa đây ạ. Ở đây là mình đang để cái độ ngả nhá, mình có thể điều khiển này. Đó, đây ạ. Rồi những cái phần da đây này, ở trên thành cửa. Thì cái phần này là cái phần cầm vào nhiều, thế cho nên là nó sẽ bị nhăn này, gạt tàn. Đấy, đầy đủ. Ok. Rèm điện. Đấy, rèm bên cũng điện. À xin lỗi, cửa sổ trời ạ. Đó. Cửa cũng điện. Đây. Cửa hít ạ. Đấy, xe chủ tịch mà ai... Ví dụ mình đóng cái dầm một cái thì có vẻ như lại không giống chủ tịch lắm, đúng không ạ? Đó. Và đây, có gương này, cửa sổ rộng này, màn hình này. Đấy. Thì các bạn hãy nhìn cái bộ da này, hơn 10 năm. Nó như thế này, phần da ghế này là chưa bọc lại. Bệ tì tay, phần này là cũng tì nhiều. Thực ra mình thích là phần thích nhất là cái phần gỗ trên chiếc xe này. Đấy, những cái phần này dùng nhiều này thì các cái phần khớp thì nó có thể hơn 10 năm thì nó sẽ bị không, sẽ khít và mượt. Những cái phần này thì bây giờ bắt buộc dùng thì chúng ta cũng phải khắc phục một chút. Quan trọng bây giờ đồ những đời gọi là bim mẹc cổ thì cũng rất là phổ biến. Đấy.
Nếu như mà chơi thì chúng ta cũng phải xác định là một chiếc xe hơn 10 năm thì chúng ta phải thường xuyên quan tâm đến phần động cơ, dàn gầm, má phanh, hộp số, dầu hộp số, rồi các cái đặc biệt là phần các cái phần gọi là phần cao su, gioăng cao su. Đấy, tuy nhiên bây giờ với trình độ kỹ thuật của mình thì bây giờ những cái vấn đề đấy mình nghĩ là cũng không quá đáng ngại. Còn tất nhiên tầm 950 thì bạn có một lựa chọn an toàn hơn là bạn mua những cái mẫu xe mới. Thì bạn có 2, 3, 4 năm bảo hành, đi cũng không phải nghĩ gì. Đấy. Nhưng đương nhiên rồi, bạn sẽ không thể có được cái vị trí ngồi nó như thế này với tất cả những tiện ích đi trước thời đại của mẹ. Đấy. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về bạn. Đó. Còn mình vẫn xin nhắc lại là cái việc mà đi mua một chiếc xe qua sử dụng hơn 10 năm thì chúng ta sẽ phải có một cái giá trị phải đánh đổi. Chúng ta được cái này nhưng chúng ta sẽ phải bù những cái phần khác vào. Đó. Rất mong là mọi người có thể có một cái góc nhìn về một chiếc xe cách đây hơn 10 năm như một chiếc xe S này chẳng hạn, giá thị trường bây giờ và 2-3 năm nữa thì các bạn cũng có thể hình dung ra được cái mức giá của nó. Mình cứ tính đi, trượt mất khoảng từ 7-10% đi thì nó sẽ còn lại là bao nhiêu. Nhưng biết đâu đến lúc nào nó lại thành hàng hiếm thì câu chuyện nó khác, bởi vì bây giờ những chiếc xe này nó là vô giá rồi. Quyết định cuối cùng sẽ là thuộc về các bạn nha các bạn. Còn đây là những cái thông tin các bạn có thể tham khảo về một dòng S cụ thể nó là như thế này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Bye bye.